Động kích hoạt lên 28 à, chất vết nè. Tân Hân lại Robin, ủa chắc phải hai rồi. Nhà nhà đánh Robin à. Fantasy đánh sao ấy. Chấp chấp chấp. Tập trung chơi. Ôi cái này drop lại cũng chán thế. Mình đừng hứa sẽ vượt qua, mình mà kết thúc rời xa. Ở sao anh luôn mong chờ không rời xa. Qua sông bão. Em rên cái gì đây em? Hôm nay vợ này tập bằng ca sĩ Hàn Quốc. Quốc à? À rõ. Hơn là cái bệnh điều gì đây sợ vãi luôn.
Càng mạnh ấy, để mạnh, nếu hiểu mạnh, Đặng Duy Long mới là mạnh. Các em thôi, mấy cái văn nghiện này đi, anh nói thật đấy. Nó hiểu kiểu gì, thật. Làm kẹo vẫn 100%, xong rồi vẫn hỏi là khỏe thế. Tôi đang nếu hiểu sao. Ôi, fan tên là 1997 làm phát bộ tôn mạch luôn. Không. Làm gì? Mãi chín lắm sức mà. Ui, cái nhà này khỏe thế. Hoàng Công Ca này. Mày thế vẫn đẹp được. Thôi em thôi, văn nghệ này thì thật đấy. Anh làm quản lý mẹ thú cười mặt em đấy. Là clip gì? Clip sách à? Làm nào được anh cuộc sống mà quân bài gặp luôn Đặng Duy Long để mẹ mày hỏng luôn hình. Quân bài nó đưa đẩy em đến đây làm nào được. Sắp bao hơn nọ. Nhất lắm. Đúng rồi, nhấc hết người. Hỏng rồi. Chủ tịch khỏe thế. Chủ tịch trả vào cái kết á. Vẫn bị tôi đấm nho. Mẹ tham máu. Chết mẹ ấn nhầm rồi. Ít mẹ sao 10 chứ không phải sao 15 đâu. Đồ ngon quá. Ngáo đét đi. Lừa rồi. Ra DK dao này là lừa rồi. Có tin được. Lừa. Lừa chặt anh ơi.
Anh cũng biết nó lừa anh kéo mua. Trời ơi, long kìa. Long em đánh cẩn thận tí đi, đánh lại đánh cái sở thú ấy. Thế em làm được bây giờ anh? Gặp luôn được. Bên hôm của em cứ hết hết điện hết cooldown hết lại địa đệ lại địa đệ. Chân đi đốc nó khỏe này, im khỏe mãi luôn. Đánh em không đánh chết một con nào chân đi đốc này. Em bị như thế là đáng lắm. Ôi, thịt mẹ sắp xuống cuối cùng rồi. Ôi, không ai tuấn ngôi anh được đâu. Vô địch thiên hạ. Anh thịt mẹ anh cầm mấy chục tiền trong người, nói đéo chả được. Giọng anh vãi luôn. Đà. Candy Rock phải đi 10 màu phát nữa. Em gần lắm thuyền. Gặp chủ tịch là đi rồi. Hay quá nhở, thuyền cũng đẹp quá. Lại lòng lại đi mất mười mấy máu, em còn 20 máu đây này, đi đâu? Nhưng mà anh là thằng bếp bảng em ơi, đép được không có phần đép hỏi chấm đép đép kiểu gì hả? Tôi bảo ông tôi đép kiểu gì không mà tôi đính đâu đép chỗ nào nhìn của anh cái à, em nhầm lỗi em tí là xóa Facebook anh đi nhá. Anh nói thẳng một câu. Nó có xanh dần luôn đúng không? Đùm cùn ca hỏi chấm luôn, hơn hơn đánh kiểu gì đấy? Mắc đỏ đấy, hỏi chấm mẹ mày đánh vẫn đánh gặp Đặng Duy Long vẫn ngủ như con. Duy Long đánh nó như con luôn, nếu hiểu ngồi ba hunter luôn. Anh ấy bảo nó còn hai con hunter 2 rồi này, ngủ kích nó mạnh quá đi. Mạnh đéo hiểu, bây giờ địt mẹ ai cũng bảo mạnh, ok mạnh là lỗi của anh. Bọn em chả muốn nó bìu gì cũng được. Chả nhẽ ông lại yếu, ông yếu đâu đâu. Tôi yếu với cả đái, ông nhìn em, toàn tướng 1. Ôi trời ơi, toàn tướng 1 nhưng toàn tướng 4 tiền, địt mẹ tôi 4 tướng 1 thì ông. Áp 7 sớm đi mà nhét con kia vào lấy 3 cờ nó đau kìa. Chết rồi, dao sói rồi.
Thôi để xong do sói tôi mới áp. Mình chả đép được nên là mình chả quan tâm lắm. 43 tiền rồi. 5 kẹo, 58 tiền rồi. Ai chơi? Đấy, sao ông không bảo 5 kẹo vừa top 1 lại còn đi mẹ nhiều tiền? Em nhiều tiền rồi. Vừa bảo đấy. Tôi địt mỏng manh dễ vỡ vãi luôn. Nghe khắm mãi luôn. Ông không thấy thế à? Tôi thấy tôi mỏng manh vãi lồn. Mỏng cái đéo gì? Ông lừa. Mẹ em. Hai con 4 tiền, vẫn kêu mỏng. Một con 3 tiền. Còn hai con Hunter 2. Chịu. Mẹ, trang sách của ông sắp lên 3 rồi. Địch giả vờ để lại một sở thú ạ. Sợ thật ý. Dị ứng mấy thằng đánh sở thú thế. Làm nào được anh? Làm cái con cạc ấy không đánh được cũng được mà. Ủa, làm kẹo đang đứng đầu đi. Mẹ mày gặp Đặng Xuyên Long cho phát 14 máu. Thật đấy. Đặng Xuyên Long hỏi kiểu giả vờ. Thật á? Quả hỏi vãi lồn đi. Thế thì... không biết. Vãi hết cả bìu luôn. Không biết. Em kẹo khỏe mà. Nó giữ trên 50 tiền này tôi có giữ được đéo đâu. À trốn vua lốc thì à, trốn vua lốc mấy. Rồi, gặp làm kẹo là ngủ. Một chục máu đấy. Đấy. Tôi yếu vãi lồn. Kẹo nên chết vợ, chết 8. Lên chưa? Chuẩn bị lên rồi. Một quyết ở đâu nhỉ? trừ gôn đâu mày. Năm kẹo ơi. Năm kẹo ơi. Em thử trừ gôn xem. Được cộng thêm 1 tiền đấy, có bonus sau mỗi giao. Được cộng 1 tiền này. Bonus mỗi giao. Bán mẹ em ra giò rồi. Điên hả, em được bonus mà bởi vì nhá, cứ mỗi rao em thắng ấy thì ví dụ em đang được cộng 1 tiền đúng không? Ví dụ em đang ví dụ mỗi ra em thắng em cộng 1 tiền đúng không? Bây giờ em thắng em được cộng 2 tiền. Hoàng Kunka thì khắc lốn đi đâu. Làm 20 máu đi sợ vãi lồn. Ok không? Ông. Ôi chị mẹ phân thân thua luôn. Ông thua tôi hả? Là rõ rồi. Đấy. Tôi thua rồi, tôi thắng ai rồi. Nào có cái gậy gì đấy vào phát mất con mẹ mấy trăm máu à. Cái đỏ đây. Trôn quá.
Chôn một cái đi đốc mạnh quá. Rồi, chôn một. Chôn một. Tôi mấy ông đường văn nghiện, tôi yếu nhất cái map này rồi đấy. Đi áp chết 8 còn 50 tiền xong bây giờ vẫn sủa. Vừa đánh địt con mẹ mày em chết chứ con. Candy điều rock, vãi lồn. Candy rock 60 tiền nhỉ, vãi cả lồn. Thì giúp quẹo mà, sắp áp chết 8 rồi. Nếu ra lại cần nhỉ? Tồi thế. Chán vậy đã à. Chơi kiểu xả thú rồi à. Tôi toàn ra con nịt mẹ tướng một thôi đánh đéo rồi. Ôi, Alexi khỏe thế. Khỏe hòn chấm. Thua lên đít. Càng gặp Candy Rock nó đấm nó toát hết trái. Không hiểu khỏe đâu. Con Mirinda lại 3 tiền quá, phải đáng nhở. Ôi, phạm tên nào 1997 Kung Ka 2 Abaddon 2 phải. Đấy, những cái line up như thế thì mới cần chú ý. Em chú ý đéo rồi. Hoàng Quân Ca thì khác đéo gì đâu, cứ giả vờ. Địt mẹ chết 9 rồi, vẫn còn phét. Đây, nhìn đánh anh chưa? Nhìn thấy anh chưa? À. Em đéo biết, nhưng mà anh chết 9. Anh chết 9, anh 50 tiền. 50 cái cục cắt. Bây giờ có súng. Bỏ. Súng thì bỏ. Đéo con gấu nào không hiểu. Đéo ai đánh gấu. Đéo con gấu nào. Khó nhỉ. Tôi toàn ra tướng đéo gì. Trận này mất top rồi, trận này địch đã có khi biết bảng ấy. Bà yếu á. Tôi mới là bà yếu, tôi không yếu thôi. Thôi, đi trước anh em ơi, tạm biệt nhé. Thè Hoàng Quang Triều văn vãi lộn à, Hoàng Quang Triều chuẩn bị lên 10 giờ mà. Tôi cứ mỗi turn tôi mất 10 máu này, cay vãi lộn à. Đó tích được tiền. Không phải xoay để tìm tướng, cay vãi đấy. Tôi cũng thế. Mẹ đéo ra gấu luôn, không hiểu có gì. Đi luôn. Gặp xà thú à? Ừ.
Ba anh ghép được mà, anh văn vãi lộn này. Anh có Death Prophet. Em nhìn hộ anh ơi, nhìn bay hết chưa? Nhìn đội hình bay hết chưa? Anh có Death Prophet bay kiểu lộn gì? Em mới là thằng bay đây này. Bây giờ mỗi tên cứ mất 10 máu này đỡ đi lồn được. Chán vãi lộn cái trận. Thế cuối cùng ai là người khỏe nhất? Ai bảo yếu thì ai là mỗi tên tôi mất 10 máu. Đỡ hiểu. Già ba con quy đập bền. Trận này phải đẹp được, không đẹp được là nát. Hai súng. Kéo chăn sức bà. Ui Long ơi, em đánh anh thế này, anh chơi gì nữa? Gặp mấy cỏ thôi. Nếu hiểu, em là mỗi tên em, mỗi tên em 10 máu, anh biết không? Nhớ hiểu khỏe. Ôi 10 máu đây. Đấy thấy chưa. Thằng fucking Odysseus này chết mẹ đấy. Rồi Long đánh anh chết luôn này. Long ơi. Long ơi. Gọi rồi đi mẹ thảm thiết vãi lồn nè. Long ơi. Long. Long ơi. Thôi. Mỗi tên mất 10 máu. Kêu. Em mới đép được 2 round gần đây. 1 round ạ. Cày vãi chữa. Trận đánh đèo đấy nhở. Anh Hoàng đứt thì đứt đi để cho em. Chết rồi. Địt mẹ vứt cái con non rui của mình ra. Đâu ba là còn muốn cái gì. Đâu ba cũng không đép được ông. Mẹ không hiểu. Yếu vãi cả cần. Đấy, ô, gì đẹp. Nào mà không đẹp được. Đẹp được mới vãi đái đi nhỉ. Ô cái đấy hồi mà ô. Ông muốn đánh chết con mẹ nhà tôi này. Xong là lại thua phát nữa thì còn mẹ còn có 4% nữa chứ. Thua hỏi chấm. Con mẹ con lon rui đéo nhả gấu ra ngáo à. Doom 2 rồi thua hỏi chấm anh ngáo à.
Già lớn trồn ấy em. Ra một con Lê Crawford đấy, con Lee cận được. Ui, lại gặp Long nữa. Quên rồi, bỏ Long đuôi ra nó cứ kém gì được. Làm sao anh cứ sợ, sợ cái gì? Anh không nhìn được con ma của anh cắn đâu. Và Kunka chỉ văn thôi, đi chém mõm thôi, đây này, làm anh 14 máu này. Cái này đốc đấy, em 10 mấy máu rồi, 12 máu. Em kêu ai? Em. Ra 30 là ba cái con lồn lồn. Tiết chi 2 rồi anh em ơi, thôi nghỉ đi nhá. Thằng nào? Cái này đốc đấy. Bắn kéo đủ 6 vô bin, vã lồn. Ờ tớ ra cho. Em thiếu cả cờ lóc. Thế đánh cái gì? Lóc đây này. Đấy cờ lóc đây này. À ừ, thiếu tinh cơ với. Nhưng mà đội hình em như thế thì thắng rồi còn gì nữa. Một quả bom săn bằng tất cả. Lồn gì thế, đéo ép được quái á. Quỷ. Wow. Đồ thế này thì thôi. Có hộp. Ra sau đi. Kẹo chết chín rồi, 40 tiền. Ui, hân hân ạ. Thôi thôi thôi, đừng văn, đừng văn, đừng văn. Địt mẹ cái văn nghiện đấy từ lâu rồi anh ạ. Em đùm con của anh hiểu không? Thì anh đùm con gấu ba của em thì em nói lộn gì? Thầy vãi lộn. Ôi Long đi rồi ạ. Bắt đầu nhất trí. Lý đấy, lên lý đấy em ơi. Nếu hiểu sao ra ai đánh được. Ra lắm DK thế không biết. Mời ông đánh nhé. Pick một con xong nếu ra nữa. Gặp Hoàng con chiều vẫn đi đéo hiểu. Hoàng khỏe mà, Hoàng Doom 2 rồi mà. Đi, hỏi chấm đi. Thế không đi thì đây là gì? Đi đây. Đi đánh 2 Doom. Lồn. Rồi 2 Doom. Kiểu biết luôn. Hân hân gặp hân hân là đi rồi. Văn 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 văn. Bọn quán về hết rồi nè. Người em của mình xuống rồi. Đâu, đi ạ. 7%, 4%. Mẹ con Doom này, khóa con tích chi. Ra một con Doom nữa em ơi. Hai Doom, hai con gà. Chật vậy. Sập lên Doom 2 nữa xong rồi. Cả ba thì ai đánh với em?
Mẹ sắp lên được rồi. Mẹ 7%, 4% nếu được 6 assassin, à được 6 gold. Em ra bom sớm đấy mà em không tìm được à? Anh hoàn thai 2 rồi. Nhà nào cũng đẹp được nhau này. Xếp lại đội hình chú Kai. Tôi cũng đang tính đây, nhưng mà chưa biết xếp nhà. Cho hàng, cho đùm luôn con Kai lên đầu đi. Cho con cái gì? Con đùm 20 con Kai 2 lên đầu, 20 con Kai 2 lên đầu nha. Cho Slay cho thăng sớm. Thích ông hạm 2 Endes mà. 3 Endes thì nó tác dụng gì đâu. Cho lên đấy, cho đẩy lên, đẩy lên, đẩy hết lên. Cho con đấy vào, vào dưới con K2 ở ở giữa kìa. Đấy con đúng rồi. Tách tách nhau ra, bọn kia nó stun hết. Của anh làm gì có stun em ơi. Của anh có mà. Của anh có hoa đá đây. Nại Kunka này. Lấy Kunka này, lấy Doom. Ê, đúng đéo thế. Doom nó sắp lên cạn, có cạn trước rồi. Có Doom đéo đâu. Thì lấy Kunka này. Không có, không có Kunka cũng không có Doom. Thôi zone rồi. Bảo. Zone rồi, zone rồi. Ê, nói chuyện đéo. Đéo lên được Kunka 3 đâu. Kunka 3 đéo khỏe bằng 2 Kunka 2. Ừ. À không nhiều thuyền. Ờ chết con Medusa rồi. Hay. Đặt đấy. Quan trọng bên kia như nào không? Không đặt được. Bên kia nó thả được ma. Ừ thua thua thua. Top 2. Con Death Prophet khỏe lắm. Đẹp mô phép kia đánh khỏe nhất trong... Được một kẹo thôi nhỉ? Địt mẹ mình nhiều vàng vãi lồn à. Cờ này 8 đấy. Luôn. Em chết cho anh 3 phút đi nha. Ông không chơi nữa.